Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Trong cái chuyên mục của ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp là thần tiên hạ thế đến trung vận sẽ đắc đạo, đạp trúng mỏ vàng, sung sướng an khang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá xem đó là những con giáp nào và vì sao mà những con giáp này lại may mắn đến như vậy. Thứ nhất, đấy là tuổi Mão. Theo tử vi 12 con giáp thì Mão là con giáp có ý chí vô cùng mạnh mẽ, ẩn sau cái bề ngoài yếu đuối, khiêm nhường trong cuộc sống. Mão sẽ gặp phải vô vàn nghịch cảnh, trắc trở đủ đường. Dù cho họ sống vô cùng lương thiện, thậm chí luôn nghĩ đến lợi ích của người khác, thế nhưng Mão đừng vì vậy mà nản lòng nhụt chí. Chẳng qua đó là những thử thách ông trời đặt ra cho bạn mà thôi. Năm xưa, Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn mới đắc đạo thành Phật. Chỉ cần giữ tâm thiện đến trung vận sẽ khổ tận cam lai, chuyển mình ngoạn mục, tình tiền viên mãn. Thứ hai là tuổi Sửu. Theo tử vi 12 con giáp thì Sửu là con giáp hiền lành, đối đãi chân thành, luôn suy nghĩ cho người khác, chu toàn và dĩ hòa vi quý mọi chuyện. Thế nhưng người hiền thường gặp họa, vì tâm quá lành, xa lánh thị phi nên Sửu dễ trở thành cái đối tượng bị gièm pha, nói xấu sau lưng, thậm chí còn bị lợi dụng hãm hại, mất sạch tất cả. Thất bại là mẹ thành công, người hại ta chính là thầy ta. Sửu hãy lấy cái bài học thất bại của ngày hôm nay làm cái bài học xương máu để mạnh mẽ và trưởng thành hơn trong những cái lần sau. Và hãy tin tưởng rằng trung vận bạn sẽ được đền đáp xứng đáng so với những gì mà bạn đã bỏ ra. Thứ ba là con giáp cực kỳ may mắn nữa, đấy là người tuổi Ngọ. Theo tử vi 12 con giáp thì Ngọ là con giáp nhanh nhẹn, sáng tạo, tư duy nhạy bén. Tuổi trẻ họ thường khá bất cần, ham chơi, sốc nổi, dễ mắc cái sai lầm. Thế nhưng qua nhiều cái vấp ngã, bạn sẽ tự thu về nhiều cái bài học quý giá, dần ôn hòa, biết suy nghĩ và mạnh mẽ hơn. Trung vận của họ sẽ vô cùng khởi sắc, đó là cái thành quả xứng đáng cho những cái cố gắng của bạn. Quý vị thân mến, như vậy là chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là ba con giáp là thần tiên hạ thế đến trung vận sẽ đắc đạo, đạp trúng mỏ vàng và sung sướng an khang. Và chúng tôi cũng xin được chúc mừng ba con giáp có tên trong danh sách này. Chúc các bạn sẽ luôn cố gắng phấn đấu và gặt hái được nhiều thành quả cho bản thân của mình. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.